Tâm lý bẩm sinh là cực khó, bại não, bại liệt, chữa cực khó. Làm gì có chuyện ông ra ông chữa một buổi, ông chữa cả ngàn người, hết sức vô lý, mới dùng cái từ thần y. Như vậy là mặc nhiên là mình tin vào một cái sức mạnh huyền bí siêu nhiên nào đó, mà gần như mình thoát ly khỏi cái khoa học. Mà ngành chức năng, ngành y là phải trên khoa học, chứ không phải ông tin vào cái thần bí. Chính quyền địa phương, quản lý chính quyền địa phương là những đảng viên, phải trên cơ sở duy vật biện chứng để nói chuyện, chứ không phải là đặt niềm tin vào tâm linh, tức là dùng gọi là thần y và quá tin vào cái biện pháp chữa bệnh. Mà y học là hơi khó khăn, chữa một ca bệnh người ta bảo là như nhờ bại não bại liệt là có thể đi suốt cả cuộc đời của một con người, và phải sự hỗ trợ của cả gia đình nữa. Chứ còn về mặt y học thì người ta can thiệp ở cái chừng mực nào. Còn ông này với một cái ngày, hai ngày khám chữa bệnh, ông làm cho cả ngàn người, thì mình phải kiểm tra lại cái tính hiệu quả nó có thực hay không. Đây là cái mà cái vấn đề niềm tin của người dân khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào chính quyền và ngành chức năng địa phương đứng ra tổ chức ở đây, mà rước ông này về cuối cùng là nó không hiệu quả không mong muốn. Tôi cũng không rành cái chủ này, cái ông nó nghe nó thầy thuốc thầy mang gì cái đợt nghe nó tin ông ông dỗ ông hai đó. Rồi nhờ con dâu, nhờ nó nghe nấu rồi nó xin giấy rồi đi khó mà về, tôi thấy nó cũng không có gì hết, thì nghe so tôi cũng không biết được cái chuyện này nữa. Bữa nay nghe mấy đồng chí xuống đây làm việc tôi cũng ra tôi nghe thấy, chứ tôi cũng không rõ cái ông này là ông tè dỗ cái mức nồn ông làm sao ơi. Cuối cùng cháu nội của chú là có bớt không? Thì tôi thấy nó cũng bớt xí đâu, ông loạn xí đâu mà bớt. Nghe nói ông này ông bóp ông rài đâu lại rồi rau gì thứ gì đâu, vậy chứ ông loạn được cái thứ gì đâu, không thuốc không mang không gì hết như bái chị. Tôi cũng nghe vậy đó, tôi cũng biết ông ở đâu làm thứ gì đâu. Đi khó yên xong về là cháu chú là giống như hồi xưa thôi, không phải. Thì tôi thấy nó cũng bình thường vậy thôi, chứ ông có cho uống thuốc không mang gì đâu mà nó bớt nó vậy, nó vô trời nó ông nám má lưỡi còn ông lậu rồi nó đào quá vậy bao nhiêu đó, tôi nghe nó nói được bao nhiêu đó. Chứ còn không thuốc không mang không gì hết, mà không biết cái ông đó là ông làm thứ gì, mình có biết ông làm thứ gì đâu. Ấy, nhà nước có cho phép làm hay không, đi làm tầm bậy tầm bọ phấn lấy tiền lấy đuôi đó tầm lum biết cái chuyện đó, nó không có cái chứng từ gì mình không có biết được. Tôi nghe nó vậy thôi, chứ tôi nghe nó nói tầm lum mấy trong phải đi ở nhà này con nghe ở nhà thì đâu, tôi cũng nghe nói cái ông nó tờ lắm mà tờ ở đâu biết gì, tờ lắm phải con người nhà nước mình công nhận cả, chứ còn nhà nước không công nhận thì chắc gì tờ mà đi phấn người ta có hậu lâm tầm bậy tầm bọ lấy tiền nữa. Cho nên cái thứ đó tôi cũng không biết tại. Nói chung là không biết. Không được gì đó, cũng buồn cái gì, mình cũng vui, nghe ông gì là cũng vui. Chữa bệnh cho con, tối nó một đêm nó không ngủ được á, trong cái xóm ngà mà đi dẫn con đi đó, không ngủ được. Nghe ông gì rồi mừng quá ngủ, tối nó không ngủ trong cái xóm, đi dẫn con đi, xóm sướng nghe là kêu nó dậy sớm rồi đó. Sớm lo chuẩn bị đi sớm, nó thiệt sớm, bất hơi nó đi thiệt sớm rồi. Rồi đứng đợi đó, mừng quá mà, cái ơ cũng mừng, nói chung ơ có con cũng mừng đi. Nghe đây nghe gì chữa bệnh đâu cũng mừng. Sao tối không đêm đó là không ngủ được không anh? Mừng là kiểu là cái gì chữa bệnh cho con cũng có. Trong cái xóm nói chung là trong cái xóm để đi chẳng con đi chữa bệnh đó. Cho con mình đi chữa bệnh mình đi xóm thiệt vợ đi sớm lắm, sống sớm rồi cô đi rồi hả? Thì mong ước của người mẹ làm sao để cho con mình có thể giống như những người bình thường. Đó, trong cái con mình đã nói được á. Bao nhiêu năm nay là cô rất mà thương con, đúng không? Nó khổ chăm con. Chăm cực, khổ lắm, nó tạo cho nó. Nhưng mà cuối cùng là không làm cho cô. Thì cuối cùng không thì không ấy được, không chữa được. Nói chung là thấy dạ thôi chứ. Thì chỉ không được, chứ tự nói mới ở đây mẹ, ba đứa. Hơi đứa không biết là được đi. Không, cái đó là chắc không được. Bây giờ không chữa dạy là không được rồi, mà có phương pháp có máu thì nó không, chứ còn bây giờ dạy là không được. Nếu như có phương pháp máu thì mình có thử lần nữa. Thì ông có chữa được nữa, đây mình chữa lưỡi cho nó đây. Cái phương pháp cổ mà của tay của kéo lưỡi là không được. Không được rồi. Thì nó nghe ngày nó không biết, nó chữa đi chữa cho bệnh cho nó xóa, nó nghe tối nó cũng dậy sớm, nó lo đi, nó biết mà, mình nói nó biết. Không, hồi đầu thì tin ông lắm, nhưng bây giờ nó tự nhiên có... Dạ, nó không được. Nó không được.
Hay nó hái 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 nó báo cái gì không được là hái lần tiên mất rồi. Ngờ báo chứ hồi đầu máu chưa chuẩn. Hồi đầu máu là bây giờ có dù muốn không thì cũng phải rót mà theo ông thôi. Bây giờ có len lỏng ở đâu cũng phải theo. Nhưng mà qua quá trình mà theo đó tới cuối cùng rồi ấy, thì thật sự ra là bác này nó không có phát triển một cái gì hết. Nó không có, ví dụ như gì mà nó mình hỏi nó kêu là bóp, nó kêu là bóp mà nó nói tiếng lạ lạ vẫn được. Cái này nó không, không kêu luôn. Sau lúc đó ông bỏ điểm từ 1 tới 10 điểm. À mà nó là ông hôn 1 là nó cũng ứa theo luôn. À cái đó công nhận cái đó. À, nó cũng theo cái ông đếm đó, mình nó cứ nó cũng nói theo luôn. Ủa vậy mình cứ nghĩ là âm đẳng giỏi. À hầu đó là mình nghĩ là âm đẳng giỏi. Thì sang đầu ra về đi để mà là tập cho nó. Nó cũng chịu chết. Nó không biết. Chẳng đây gì thì bớt thấy nó cũng dạy cho nó không thấy bất tiện. Chứ mà nó đi hạt ở ngoài đó thì nó rô với nhỏ đi náo là có đường hạt nó vô lông lao là có phía tập ở trong con ở đó. Là họ biểu vô trong đó để họ gì họ chỉ dẫn phụ huynh cái gì tập cho nó. Thì vì gia đình là dụ như bớt ở ngoài bớt cũng dụ như bò thì bớt nói trước nó nói sao. Vì con cháu tập lần cái này thì nó nói chứ còn như bữa mà đi hạt cũng đi tại đi bớt buồn ấy gì mà chứ bệnh gì thì bớt thấy nó cũng không có thấy phát triển. Mà bây giờ mình đi ngồi có mình kìm chảy thêm với nó trường với bọn bà nó tiếp xúc với nhau mình chảy thêm kìm thêm với nó chứ còn thấy đi chữa bệnh gì thêm nó cũng thấy nó phát triển gì. Phải có bàn phải có chứng chỉ rõ ràng bộ nhân văn nhân dân chứ bây giờ làm như thế bây giờ khi đủ ra thì như vậy đây và cuối cùng là về mới theo ban ngày là bắt đầu là dân họ nấu hết chứ không có vẫn như xưa chứ không có cái gì mà gọi là giỡn gì. Vậy thì người dân cũng như địa phương mong vậy đối với như ở huyện lãnh đạo huyện cần cái gì nếu đối với mà rừng làm sao chữa cần cái gì thì đối cũng như đề xuất là giả sử như có một đoàn nào mà về mà để mà phục vụ nhân dân khám chữa bệnh thì với điều kiện là đã có bằng cấp và có uy tín chất lượng đối với phục vụ nhân dân cũng như là có bằng cấp của nhà nước phân tạng như thế nào chứ không có đây mà khi mà để đưa ra nó là thằng A giỏi thì người nhân dân mình chỉ có mang xô mà được khỏi bệnh thì người ta cứ mong muốn là để đi điều trị bệnh mà khi đi điều trị bệnh thì cuối cùng ra là không có hiệu quả gì hết. Bây giờ mình cũng không đi ngay ông giỏi cho nó giỏi cho anh lấy một lần nào làm cái thuê thì thấy là lần nào thì nó tiện thì nó cũng tiện nó giỏi cũng tiện thì cho thuốc cho đùa thì nó bớt thuốc và bây giờ nó về rất bình thường. Mạnh khi nợ với đâu phải là bệnh tật gì đâu mà nghe vậy rồi.